Có giờ hết rồi, cắt đến cắt đến 15 giờ. Cách nhau 4 mét. Xong rồi về nhà em thì có bố em là một này. Anh em là hai này. Đang là cắt tóc này. Có 3 mét rồi. Cảm ơn toàn này. Chỉ còn Covid nó không bay ấy. Vâng. Cái gì cũng không bay nữa. Tích trường đấy về làm cái găng tay đen đen. Có, tí phải chuẩn bị găng tay nhá. Làm găng tay đen 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 đen. Lớn nào thấy sáng hôm nay cũng cắt mình anh. Không biết em ạ. Nước rửa tay ở quê có rồi. Tí lợi đi mua cho chú nhá. Mua một hộp. Về phát anh em đeo. Mua riêng đi. Còn cứ để trên đấy. Mua một hộp khác. Mua hộp đấy mang về coi như bảo là hộp đấy anh Trung nó mua. Mua hộ chung các bạn ạ. Chẳng sát hết cỡ không anh? Chẳng vừa đâu. Hết cỡ luôn. Trời đấy. Tuấn Anh cười. Cô đưa tiền cho cháu chưa? Nói mẹ chú cảm ơn nhá. Cứ làm vậy chú ngại quá. Nhà cháu là nhà hàng à? À, nhà hàng. Cái chơi phủ anh có để đây không nhiều khi nhỉ? Không ạ. Điều hòa cắm vào gáy lạnh thế nhỉ? Ông nó dán giấy, dán tận sang nhà chị kia vậy. Dán nhà mình thôi em. Hơi căng. Cứ nhà mình mà chơi. Nhìn này có hiểu không cháu? Hả? Có đúng không? Có em có làm được không ấy?
không biết được à? Nghỉ mấy ngày chứ? Nghỉ từ thứ hai đến thứ năm. Cháu vẫn ở đây chứ? Cháu về xong lại lên nhé. Quê cháu là ở đâu nhỉ? Hòa Bình. Có dịch được không đấy? Không có. Về đừng có đi linh tinh nhá. Cầm về cắt tóc cho mọi người. Cầm về cắt tóc cho mọi người nhá. Sau dịch cháu đi. Chẳng nhớ. Nó nào được 3-4 tháng rồi sao ấy nhỉ? Ghế vướng vướng có chịu nhỉ? Cái chân nó quay ghế nó cứ vướng vào chân nhau ấy. Ông nào có điều khiển cho cái điều hòa nó lên trên một chút được không? Lạnh thấy quá. Cầm thẳng vào gáy tớ. Từ chỗ ở quê anh ngắn gần biển không? Này, dịch này mọi người vẫn thích đi nhỉ? Căng gần. Sống luôn bây giờ đi. Đâu mặt cậu này? Cậu ạ? Hơi chiều chiều đi được. Nó để tầm này đạp không phải đâu, là do cái đạp chân để nó nổi ra ngoài quá. Không phải đâu, các em không hiểu được. Sao ạ? Anh hay quay phim thì nó mới hay bị vướng. Tức là anh quay phim thì anh phải quay một vòng ghế, còn bọn em chỉ quay một nửa là bọn em đã quay lại rồi. Còn anh là anh quay phim anh sẽ quay một vòng ghế nó sẽ vướng. Ghế nào quay một vòng vướng anh? Em là cao thì em không bị, em hiểu không? Nhưng mà cái của anh nó hơi lồi ra ngoài sao? Không. Kể cả không lồi. Anh quay một vòng là vướng, tại vì là anh quay phim thì anh phải quay một vòng ghế lúc mà lúc đầu vào ấy để phiêu ấy, lúc cuối ấy. Vậy tóm lại là trong lúc cắt quay phim là anh phải quay một vòng ghế. Còn em bảo là lúc cắt bình thường này như ghế anh thiệu này anh nãy anh có quay tí nào rồi. Ý là cái ghế hạ thấp là nó vướng không anh? Ờ hạ thấp cao thì anh lại không cắt được. Em hiểu không? Ý là nó phù hợp với anh thôi, còn các em nói nãy giờ là ok đấy. Thằng Huy nó không biết trả lời. Thằng Huy nó anh ép nó để như thế đấy. Nó lại không dám trả lời. Đúng Huy. Nhưng mà em định trả lời thôi à. Nhưng mà không biết giải thích được gì đúng không? Không. Nhưng mà em lại nhường cho Trường giải thích. Không, em định trả lời rồi. Không quay phim nó bị vướng. Anh nhiều lúc anh quay vậy bất tiện mà. Anh phải né hẳn ghế ra anh mới quay được. Anh mới đạp được. Quay.
Anh mua xong có thể người ta cũng mang đừng để chặn thân chặn thân chỗ đấy đó đều nhưng mà đều trong mỏ tóc thì sẽ có mặt khác thì có để chặn chắc thế này về quê kiếm tiền được Tuấn Anh hả cháu chưa đang ở chú mà căn như này mà đang ở chú mà được không mấy điểm 10 điểm nhiều vậy cháu về cứ vậy là cắt rồi từ Dương nó về nó cắt ầm ầm nhỉ cái nào cũng như kiểu bắt úp giả cua bấm chậu vang đang chế trò có sợ sai người ta không dám cắt có sai thì có đúng chứ cháu làm gì có ai một phát đúng ngay được đúng không thì cháu cắt hết những cái người sai đi rồi đến lúc sẽ có người đúng đến lúc mà cháu cắt đến người đúng thì người ta sẽ quay lại luôn. Tiền nong quan trọng đúng không? 2 người nhá. Vâng em. 2 người nhá. Anh về nhá. Ok anh ra. Đây là. Ok ra. Anh đi. Chỉ yếu làm vì đam mê. Nhiều cái ít quan trọng gì anh ơi. Cái này cũng đi để vuốt đi. Vũ Minh Đạt. Đại ca. Xin để vuốt nhé. Vũ Văn Tiên. Đi một chút ngọn đi. Đàn em. Vũ Văn Tiên. Tiên vuốt đi nhé. Không vuốt lắm à? Tại cháu đang đi học nên là cháu không có tiền để học cắt tóc. Cái gì đấy? Ai nhắn tin cho anh? Thấy hiện lên. Như nào? Cháu. Một cháu. Như là cháu đang đi học không có tiền học cắt tóc. Cháu tin nhắn người chú. Vậy là cháu vẫn may mắn đúng không? Tuấn Anh. Vâng. Nhiều người thích đi học cắt tóc mà gia đình không có điều kiện. Cháu là vẫn may mắn đúng không? Về, từ hôm đấy nghe mấy cái bài đấy về tâm sự bố chưa? Chưa nói lời cảm ơn bố mẹ à? Đạt đây, tôi cứ hồn sáng khói là gì nhỉ? Tôi sáng khói, ngón tay, có bên hỏi. 811. Tẩy lên level 10. Tẩy 2 phát. Level 10 căng quá, anh biết nào. Level 8, cộng viên bên đồng chất. 811 cộng với 20, cộng với... 20 bao nhiêu phần trăm?
Hay không cho bà Hà đỗ rồi ạ? Đọc mạng nào? 7 bao nhiêu phần trăm ra? 8-1-1. 20%. 8-1-1 chắc tầm 50% này. 50% cơ à? Mic khói bao nhiêu phần trăm? 0-1-1 đấy. Mic khói 40%. Thế kia chỉ 5% rồi. 5% đọc mạng nào? 8-1-1-50%. 20% Nó quay đằng trước này cho đẹp. Mức khói 40%. 46. Tỷ lệ 1. Mức khói đó, mức khói rất nhiều. Cái lực thần kỳ đó là dây mượn gì? Dạ. Chỉnh vô đấy ạ. Nằm của TikTok. Đâu mới thấy không bà đây chả. Thử phát xem ông thần kỳ không? Cửa chạy rồi. Con một người trẻ nghe cái cửa pin hiện tại nó đúng không? Đang kiểm tra xem bao nhiêu nhiệt độ, độ điện gì mới căng. Kiểm tra nhiệt độ bao nhiêu đấy? Bệnh nhân tử vong 456. Để 28 độ 29. Bệnh nhân nữ 55 tuổi, địa chỉ Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, tiểu sử tăng huyết áp. Chết rồi. Chết. Nghe Hải Châu rồi đấy. Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Suy hô hấp cấp nặng, cộng thêm Covid. Bệnh nhân 55 tuổi. Có bị phổi không? Suy hô hấp là... Sợ rồi. Suy hô hấp cấp đây. Thôi. Cấp toàn bị khoa phổi tiếp. Huyết áp lên cao là tự nhiên nó nhồi máu cơ tim mà. Thứ 59 này của ai vậy? Kiểu bác sĩ không chăm sóc kịp ý nhỉ? Thế bảo bị suy hô hấp cấp nặng mà. Trong cái đầu bị suy hô hấp cấp. Bệnh nhân đấy là dẫn đến tử vong thôi. Nên bị hôn đen đấy. Thế nào? Nếu không là anh thì anh sẽ quyệt bỏ chứ ông Đạt kia đấy. Xong ấy xong cách nào rồi khách đấy thì sạch. Ông kia đọc rồi. Cắt tóc chưa? Cắt tóc của anh gọi điện. Anh thôi. Cắt tóc của anh gọi điện. Chửi tí. Em ngồi đây. Em ngồi đây.
thử cho trong cái trường. Anh ngồi như kiểu ấy à? Anh không được. Ngồi như đây làm không được. Bảo Thương Nhân đây. Bảo Thương Nhân. Chúc hôm em. Chuẩn luôn. Chúc hôm em một em. Cắt cái này hả? Chắc hả? Nước từng kỳ đâu nhỉ Vi nhỉ? Đánh luôn rồi. Vi trên lại để nó vuông. Không khí ấp kiểu, một chiếc kiểu đưa vào. Ấp đưa vào hỏi sang. Anh nhớ trong cặp anh lúc nào không có quả đâu nhỉ? Đây. Đây, chị đồng.